Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. iPhone 12 Pro, 12 Pro Max thì có thể nói là chúng ta đã có quá nhiều video về nó rồi. Thế nhưng mà mình lại chưa có một cái video nào nói về cái màu sắc của nó cả. Rất may mắn là hôm nay mình có ở đây là một cái màu gold mà mình mua, một cái màu trắng mình mượn ở bên 7S và cái này là màu xanh mình mượn ở bên 7S luôn. Khá đáng tiếc là mình không mượn được thêm cái phiên bản màu kiểu graphite black ấy. Nói chung là cái màu gọi là màu đen nhưng nó không hẳn là màu đen, và cái màu đấy thì nó gọi là nó xám xám hơn một chút xíu so sánh với 11 Pro Max hồi năm ngoái, thì các bạn thông cảm một chút xíu nhá. Thì có rất nhiều bạn hay hỏi mình là năm nay nên mua màu nào, mua màu gold hay là mua màu xanh hay là mua màu trắng. Thì rõ ràng cái màu sắc nó là gu của từng người khác nhau, người thích màu này, người thích màu khác. Nhưng bởi vì các bạn đặt câu hỏi đó với mình rất là nhiều, đặc biệt là sau cái vụ phốt đấy là iPhone 12 màu xanh thì nó không được giống như là như trên hình mà Apple quảng cáo, kể cả cái màu xanh này nó cũng khác luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về những cái cảm nhận của mình về ba cái màu sắc có thể nói là nhiều người sẽ lựa chọn nhất trên iPhone 12 Pro Series năm nay, và các bạn hợp nhất với màu nào nha. Bắt đầu. Rồi, đầu tiên thì các bạn có thể tham khảo tất cả những sản phẩm này tại 7S. Mức giá cho hàng chính hãng VN Sở Đa thì rất là tốt, có thể nói là tốt nhất tại Việt Nam. Và hàng thì sẽ luôn luôn được cập nhật rất là liên tục trên website. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp thông qua hotline hoặc là có thể click vào link phía bên dưới để cập nhật nhé. Rồi, quay trở vào với cái màu xanh, là cái màu mà năm nay có thể nói là nổi bật nhất, Pacific Blue. Thì nói thật nhé, khi mà mình nhìn ở trên hình quảng cáo của Apple, sau đó xem video unbox của MKBHD thì mình cảm thấy wow, màu đấy nó phê vãi. Nhưng cho đến khi mà mình cầm ở trên tay á, mình tự quay lên, và nói thật với các bạn là cái hình này mà mình quay lên có thể nói là sát nhất với cái mà mắt mình nhìn ở bên ngoài. Tại vì nó xanh, nó lạ lắm các bạn ạ. Và cái màu này mình cứ dùng từ gì ta, blue thì nó không hẳn là blue đâu, nó không hẳn là xanh hẳn sang kiểu blue, nó cũng không hẳn là cái kiểu xám xám nữa, mà nó là cái kiểu màu xanh blue nhưng mà nó bị pha thêm cái màu đen vào quá nhiều á, cho nên là cái màu nó hơi bị xỉn xuống một tí đó. Và đương nhiên là bởi vì cái màu xanh này nên các bạn nghi ở những cái góc ánh sáng khác nhau thì có thể là cũng sẽ ra được những cái màu sắc khác nhau một chút xíu, nhưng mà cơ bản mình thấy cái màu xanh này nó lạ nhưng nó cũng sẽ giống như là green hồi năm ngoái, tức là midnight green ấy, xanh giữa đêm ấy. Năm ngoái mình cũng hí hửng mua cái màu đó, nhưng mà mình tin chắc là cái màu này cũng sẽ bị chán sau khoảng thời gian ngắn các bạn sử dụng thôi. Tại vì cái cảm giác màu này nó không thực sự có một cái điểm nhấn quá lớn, nó không có một cái gì đấy nó quá nổi bật so sánh với những màu cơ bản như là màu gold hay là đặc biệt là cái màu trắng như thế này. Thì góc nhìn của mình là màu này nó đẹp, nó lạ nhưng nó sẽ không thực sự là quá bền bỉ đâu. Rồi, có một cái chi tiết mà mình thích, cái này thì phải nói là mình thích, đây là cái cụm camera trên cái phiên bản màu xanh như thế này thì nó cũng được làm màu xanh. Và bởi vì nó là cái màu nó hơi tối tối như thế thì nó sẽ bị che đi một chút cái cảm biến LiDAR ở đây. Và các bạn cũng biết là năm nay iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Pro tạo điểm nhấn là bởi vì cái LiDAR này so sánh với 11 Pro Max hồi năm ngoái, tự nhiên bây giờ dùng cái màu mà nó bị che đi cái đấy, nó không nổi được bằng ấy, thì nó khác gì so sánh với iPhone 11 Pro Max đâu. Nên rõ ràng lúc này nhìn vào cái màu vàng và nhìn vào cái màu trắng này, nhìn cụm cam nó lực hơn hẳn các bạn ạ. Đấy, ấn tượng nó ở cái chỗ đấy đấy. Nên là suy nghĩ một chút ở cái màu xanh này nhá. Rồi, và khung viền thì nó cũng được làm kiểu xanh xanh tựa tựa kiểu như vậy, tuy nhiên thì mình vẫn thấy nó không đồng bộ cho lắm. Cái này thì nó xanh rõ ràng hơn, còn cái này như kiểu nó đen rồi đấy các bạn ạ. Và đương nhiên tất cả ba phiên bản, cả bốn phiên bản những cái màu sắc như thế này được làm bằng viền thép ấy thì nó bám dấu vân tay kinh lắm các bạn ạ. Đặc biệt là cái màu xanh này nó lộ nó còn càng kinh hơn, tại vì nó tối tối mà. Đấy, lưu ý nhá. Rồi, quay sang đến phiên bản màu trắng này thì màu trắng của iPhone 12 Pro Max năm nay nó trắng giống hoàn toàn so sánh với 11 Pro Max của năm ngoái. Màu trắng chỉ đơn giản là trắng, logo táo nổi bật, hay là đặc biệt là cái cảm biến LiDAR ở đây nó quá nổi bật luôn. Nhìn vào phát là biết đây là iPhone năm 2020, nhìn là biết đấy là iPhone 12 Pro hoặc là Pro Max. Đây, nó chất lượng ngay, nó tạo điểm nhấn ngay, nó khoe được ngay đúng không? Thế nên là ok, lưu ý nhá. Còn mình phải chia sẻ thật lòng luôn, với cái phiên bản màu trắng này khi các bạn lựa chọn thì các bạn thấy nó bóng đúng không? Rất bóng bẩy, nhìn rất đẹp. Đây là máy mới, gần như là mới luôn. Mình sử dụng ốp yếc các thứ cẩn thận lắm, thế nên là bóng bẩy không có một vết xước nào cả. Nhưng mà chia sẻ thật lòng là chỉ sau khoảng vài tháng thôi, đâu đó tầm khoảng 2-3 tháng thôi, là nó sẽ bị rất nhiều những cái vết xước răm ở đây. Bởi vì đây là thép nguyên thủy, nó không được sơn một cái lớp sơn giống như là màu xanh hoặc là giống như là màu gold ở đây.
Thế nên là nó sẽ là thép nguyên thủy, và các bạn cũng đều hiểu là những cái gì mà càng bóng bẩy thì nó càng dễ xước. Và thực sự là cái màu bạc này, màu trắng này sẽ xước một cách rất là nhanh. Cái khung viền này nó sẽ khác màu so với mặt lưng, nên là nói chung là cũng tạo một cái điểm nhấn thú vị. Và rõ ràng cái này sẽ bị xước cực kỳ nhanh. Rồi bây giờ đến cái màu gold mà mình lựa chọn, thì tại sao mình lại lựa chọn? Tại vì đây là cái phiên bản có thể nói là khiến cho mình hài lòng nhất về cái màu sắc. Thứ nhất nhá, cái màu đây mình phải đặt cạnh thế này, các bạn có thể thấy một cái là màu gold, một cái là màu trắng. Thì cái màu trắng nó rõ ràng là trắng hơn một cách rõ rệt, và màu gold này là tối hơn một chút xíu và nó sẫm màu một chút xíu. Và sorry các bạn một chút là mình chọn cái background này nó không thực sự làm quá nổi được cái màu gold lên, nhưng khi đặt cạnh với màu trắng thì các bạn vẫn sẽ cảm nhận thấy có một sự khác biệt, đúng không? Và cái màu gold này nó không hẳn là vàng đậm đâu, nó kiểu hơi vàng nhạt một chút xíu và nó hơi ngả màu xuống một chút xíu, nên là bản thân mình đánh giá là cái màu này là nó vừa đủ tới. Đó, đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai, khung viền thì nó được làm nói chung là màu vàng ánh lên, cảm giác như vàng 4:9, nhìn nó sang hẳn cả cái máy lên, nhìn nó đẹp hẳn cả cái máy lên. Và mình khẳng định luôn một điều, cái phần viền này nó sẽ giúp cho cái điện thoại của bạn trở nên ấn tượng hơn và đẹp hơn rất rất nhiều. Đó, các bạn thấy chưa, bóng bẩy kinh vãi, và nói chung là cũng bám dấu vân tay thì cũng kinh vãi, không thoát một tí nào đâu. Nhưng thực ra có một cái điểm nhấn còn ấn tượng hơn, đó là cái cụm camera. Cái phần gọi là viền thép được bao quanh cụm camera này cũng được làm màu gold giống như phần khung viền. Thế nên cái cụm camera nó tạo một cái điểm nhấn tốt hơn rất nhiều so sánh với cả màu trắng viền bạc và màu xanh viền xanh ở đây. Cái các bạn có cảm giác đấy là viền màu xanh này nó trùng với cả cái phần của cái cụm cam, thế nên không quá nổi. Nhưng trong khi đó cái phần viền màu vàng lại nổi bật tách hẳn ra so sánh với phần bên ngoài là màu vàng nhạt hơn, thế nên nhìn nó nổi hơn hẳn luôn á. Và chúng ta lại vẫn có cả biến LiDAR ở đây nữa là càng nổi hơn nữa. Đấy, nó hay thực sự luôn. Nên là rõ ràng cái phần màu gold như này là mình đánh giá là cái màu có thể nói là đẹp nhất. Thì đó là những cái cảm nhận của mình về ba cái màu sắc này khi các bạn dùng trần. Còn nếu như các bạn sử dụng ốp lưng thì chúng ta lại có một vài những cái lưu ý như sau. Thứ nhất, khi mà dùng ốp lưng thì lời khuyên của mình là đẹp nhất sẽ là màu xanh này hoặc là màu đen. Bởi vì sao? Bởi vì tới tầm khoảng 96% đến 69% những cái ốp mà các bạn sử dụng ấy, thì nó sẽ có cái phần viền ở đây là màu đen, đúng không? Ví dụ như mình đang sử dụng hai cái ốp ở đây, họa tiết carbon các thứ. Những cái ốp này các bạn có thể tham khảo tại 7net, rất nhiều sản phẩm để các bạn lựa chọn, như là IT Skin, như là UAG, như là Laowood, như Gear 4, nhiều lắm. Thì đây, chúng ta sẽ có phần viền là màu đen. Thì mình lấy một cái ví dụ như đây là cái ốp dạo này mình khá là thích sử dụng. Ốp này thì rẻ thôi, mình mua bên ngoài thôi, nhưng mà có cái mặt lưng carbon nhám sờ rất là sướng. Thì khi mà ốp lên như thế này các bạn có thể thấy là nó bị hở ra. Đây, cái phần khung viền này nó bị hở ra một tí. Đấy, các bạn thấy không? Nó bị hở ra một tẹo. Đây, zoom gần lại cho các bạn thấy này. Đó, các bạn thấy không? Nó bị hở ra như vậy. Thì nếu như các bạn có sử dụng những cái ốp lưng xịn thì nó sẽ chặt hơn, nó sẽ không bị hở ra như vậy, nhìn nó sẽ đỡ bị khó chịu. Thế nên nếu như các bạn mà có sử dụng những cái ốp lưng mà không quá xịn sò, cái ốp lưng đấy lại đặc biệt là có màu đen, thế nên khi các bạn sử dụng những cái màu như thế này này đeo vào, gần như nó không bị lộ ra, và kể cả có bị hở ra như thế này này nó cũng không bị kiểu lệch màu. Thế nên là các bạn sẽ nhìn nó đỡ bị khó chịu hơn. Thế nên là nếu như đeo ốp lưng thì một là các bạn sử dụng những cái ốp lưng nó thật là xịn sò để mà nó che hết toàn bộ cái khung viền đấy, tránh bị lộ ra khó chịu. Còn hai á là mua những cái màu như là xanh này hoặc là như mà màu đen thì đeo ốp nó sẽ là đẹp nhất. Đó, để các bạn nghĩ sao. Đó, mình sẽ thử luôn cái màu này cho các bạn thấy nhá. Cái ốp này của mình thì xịn hơn. Đó, thế nên khi đeo vào này nó không bị hở một chút xíu nào cả. Đó, các bạn thấy chưa, không hề bị hở. Thì nó rất là ngon. Đấy, còn cái này thì nó sẽ bị hở. Và hở như thế nó sẽ không đẹp bằng. Ok chưa? Đó, vấn đề nó là như vậy. Thế nên là chốt lại trong cái video ngày hôm nay thì cảm nhận của mình về những cái màu sắc mới của iPhone 12 Pro và 12 Pro Max thì mình thích nhất là màu gold. Và đấy cũng là màu sắc mà mình đã lựa chọn. Mình đã có màu trắng ở đây, mình đã có màu xanh ở đây. Thì các bạn thích nhất màu sắc nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là tất cả những chiếc iPhone mới nhất, hàng chính hãng VN/A, giá tốt nhất thì các bạn hãy tham khảo tại 7net. Và đừng quên là rất nhiều những mẫu ốp lưng xịn sò cũng đang có mặt ở đây với mức giá rất hấp dẫn. Link sẽ phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Đấy, một lần nữa sâu lại cả ba màu sắc để các bạn thấy. Rồi, video của mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.